Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá ngày 7 tháng 7. Nhận định bóng đá, đội tuyển nữ Việt Nam với đội tuyển nữ Campuchia 18 giờ ngày 7 tháng 7. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt đầu với vòng chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 bằng cuộc so tài với Campuchia trước một đối thủ yếu hơn mình rất nhiều. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung hướng đến một chiến thắng đậm. 3 năm sau tấm huy chương vàng ở SEA Games 31, đội tuyển nữ Việt Nam trở lại Philippines. Sân bị nạn sẽ nơi bắt đầu cho hành trình củng cố ngôi hậu Đông Nam Á của thầy trò Mai Đức Chung với đối thủ là Campuchia. Cách đây 2 tháng, đối thủ này từng thua đậm 0-7 trước Việt Nam tại đấu trường SEA Games. Vì vậy, không quá bất ngờ khi đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến một chiến thắng đậm như một cú hích cho hành trình khởi đầu ở vòng chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. Lại nói đến bị nạn, sân vận động này từng chứng kiến đội tuyển nữ Việt Nam giành được những kết quả tốt tại SEA Games 2019. Khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam hòa 1-1 trước Thái Lan, thắng 6-0 Indonesia và đánh bại Philippines 2-0. Tuyết Dung là cầu thủ nữ Việt Nam có duy nhất với bị nạn khi cô đã ghi tới 3 bàn trên sân vận động này. Những điểm tựa kể trên cũng sẽ mang đến sự lạc quan cho đội tuyển nữ Việt Nam khi đấu với Campuchia. Thực tế, trong những ngày đầu tiên ở Philippines, đội tuyển nữ Việt Nam trải qua những khó khăn nhất định do khâu chuẩn bị còn sơ sài đến từ ban tổ chức giải. Vậy nên, một thắng lợi đậm đà sẽ tiếp thêm sự hưng phấn cho Huỳnh Như, Tuyết Dung cùng các đồng đội ở giải đấu này. Về phần mình, đội tuyển nữ Campuchia đã thi đấu trận đầu tiên ở giải Đông Nam Á trước khi gặp Việt Nam. Trong đó, Campuchia đã suýt thua Lào. Họ để thủng lưới ở phút 21 và phải nhờ tới quả đá phạt đền ở phút bù giờ thứ nhất hiệp 2. Kun Thea mới giúp Campuchia giữ được một điểm trước đối thủ. Đội hình dự kiến: nữ Việt Nam với đội tuyển nữ Campuchia: Việt Nam, Kim Thanh, Thùy Trang, Hải Linh, Diễm My, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu, Bích Thùy, Tuyết Dung, Dương Thị Vân, Huỳnh Như, Hải Yến. Campuchia: Chen Su Ích, Vibon Serejitha, Nho Xoay Nét, Sokli, Ti Sấm Nắng, Ion Ieurn, SOEURN Vi Phá, Ban Che Avi, BOEURN Kun Thea, HOK Sao Di, Hisraelat. Dự đoán, đội tuyển nữ Việt Nam thắng đội tuyển nữ Campuchia 5-0. Bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.